257天. Ngày 257. Mấy cái này cảm giác đều không hợp với chị lắm. Hãy nghe và nhắc lại. 这些感觉都不太适合我. Zhè. Xie. Cảm. Chế. Đâu. Bù. Thải. Sì. Hờ. Wǒ. Zhè xiē gànjuě dōu bù tài shì hě wǒ. Zhè xiē gànjuě dōu bù tài shì hě wǒ. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giao tiếp thông thường còn coi là được. 日常交流还算可以. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Vất vả. 辛苦. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. 中国风的餐具. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. 而且还不止一两个. Không có chút ấn tượng nào cả, một chút ấn tượng cũng không có. 一点印象也没有. Rất ít chú ý đến. 很少注意到. Sườn xám. 旗袍. Số lượng. 数量. Chiếc áo này. 这件上衣. 这件上衣. Phòng thử đồ. 试衣间. Màu đen. 黑色. Sẽ trông chân ngắn. 会显腿短. Độ dài vừa hay. 长度刚好. Rất thích hợp với em. 很适合你. Tiếp tục tìm thử xem. 继续找找看.